khéo nhiếp huệ thí, tùy thuận kiên cố tất cả căn lành. Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát này tu pháp môn hồi hướng. Khi Ngài hành bố thí thì Ngài phát tâm nhất định phải nhiếp thọ hết thảy tất cả chúng sinh. Khi Ngài hành công đức căn lành bố thí thì hoàn toàn hồi hướng về Bồ Đề, hồi hướng về thật tế, hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Bồ Tát Ngài khéo biết nhiếp pháp sắc uẩn, một trong năm uẩn như thế nào. Công phu tu hành của Bồ Tát thâm nhập vào bát nhã thủ thắng, cho nên Ngài chiếu thấy năm uẩn đều không. Nhiếp sắc pháp là tùy thuận kiên cố tất cả căn lành. Ngài lại khéo nhiếp chân thật nghĩa lý của thọ tưởng hành thức, bốn uẩn đều không, tùy thuận kiên cố tất cả căn lành. Và kiên cố căn lành của mình khiến cho căn lành của chúng sinh tăng trưởng, đồng thời khiến cho đạo Bồ Đề của mình tu ngày càng rộng lớn. Lại khéo nhiếp ngôi vua, Bồ Tát biết sự trọng yếu của ngôi vua, nhưng Ngài chẳng xem trọng ngôi vua ở trên cao mà không xả bỏ, mà Ngài hiểu rõ ngôi vua quan hệ đến lợi ích của toàn dân. Ngài tùy thời có thể nhường cho người hiền năng, Ngài tuyệt đối chẳng chấp trước. Lại khéo nhiếp thọ quyến thuộc của Ngài, tùy thuận chân lý, tùy thuận tâm từ, bình đẳng giáo hóa, tùy thuận công đức, kiên cố tự lợi lợi tha tất cả căn lành. Lại khéo nhiếp tất cả đồ vật tươi xanh, tùy thuận bố thí, kiên cố tất cả căn lành đã tu được. Lại khéo nhiếp thọ huệ thí, bố thí khắp cho tất cả chúng sinh, tùy thuận kiên cố tất cả căn lành đã tu được. Phật tử, Đại Bồ Tát tùy thời đồ vật bố thí đều vô lượng vô biên, đem căn lành đó hồi hướng như vậy. Đó là khi đem thức ăn thượng hạng bố thí cho chúng sinh thì tâm của Ngài thanh tịnh, về vật bố thí Ngài chẳng tham, chẳng chấp trước, không có tâm sẻn tiếc, đầy đủ hạnh bố thí. Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát này tu pháp môn hồi hướng. Ngài tùy thời tùy lúc bố thí đồ vật đều nhiều vô lượng vô biên, đem căn lành bố thí tích tụ giống như phương pháp ở trên vừa nói. Thầy đều hồi hướng cho chúng sinh, hồi hướng về Bồ Đề, về thật tế. Bồ Tát bố thí thứ nhất là thức ăn, vì thức ăn nuôi dưỡng mạng sống, cho nên Bồ Tát đem thức ăn thượng hạng bố thí khắp cho chúng sinh. Khi Ngài bố thí thức ăn thì tâm của Ngài rất hoan hỉ và thanh tịnh, một chút cũng chẳng nghĩ đến bố thí như thế sẽ đắc được công đức gì, cũng chẳng so sánh phẩm vật bố thí nhiều ít hoặc là sang hèn, cũng chẳng màng đến bố thí để tham đồ háo danh, cũng chẳng bố thí rồi lại sinh tâm hối tiếc, cảm thấy rằng bố thí cho người khác thì mình chẳng còn nữa. Sẻn tiếc, tức là càng nghĩ càng xả bỏ chẳng được, có tâm tham sẻn. Bồ Tát chẳng như thế, vì Ngài hoàn toàn thấu đạt nghĩa lý chân thật của sự bố thí. Chân chánh bố thí thì chẳng thấy có người bố thí, cũng chẳng thấy vật thí, càng chẳng thấy có người nhận. Đó gọi là ba thứ đều không, tam luân thể không. Ăn có 9 thứ, trong đó có 4 thứ là ăn theo lối thế gian. Một đoạn thực, tức là ăn từng phần từng đoạn, ai nấy đều có một phần, đây là sự ăn của nhân gian. Hai xúc thực, là quỷ thần ăn, chỉ cần tiếp xúc vào là đủ. Ba tư thục, là người trời ăn, trong tâm nghĩ gì thì có cái đó hiện tiền vừa đủ. Bốn thức thực, dùng thức để phân biệt mùi vị thì no, chúng sinh cõi trời vô sắc dùng lối ăn này. Nguyện tất cả chúng sinh được thức ăn trí huệ, tâm chẳng chướng ngại, biết rõ tánh ăn, chẳng có tham trước, chỉ ưa thức ăn pháp hỷ, thoát khỏi ba cõi, trí huệ sung mãn, dùng pháp trụ vững chắc, nhiếp lấy căn lành. Pháp thần trí thân thanh tịnh du hành, thường xót chúng sinh mà làm ruộng phước, thị hiện thọ đoạn thực. Đó là khi Đại Bồ Tát bố thí thức ăn đem căn lành hồi hướng. Khi Bồ Tát bố thí thức ăn thì hồi hướng, Ngài nói: tôi nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được thức ăn tăng trưởng trí huệ, từ đó tâm chẳng có chướng ngại, vĩnh viễn chẳng ngu si. Bồ Tát thấu đạt tánh ăn là không, bất luận ăn gì, mục đích là vì nuôi lớn pháp thân, khiến cho thành tựu đạo nghiệp, hơn nữa cũng là vì trị tất cả bệnh tật. Ngài tuyệt đối chẳng tham ăn ngon. Bồ Tát hoan hỷ nhất là thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn, dùng pháp làm thức ăn. Vì thức ăn pháp vị thì thoát khỏi ba cõi, chấm dứt sinh tử, tăng trưởng trí huệ. Thiền duyệt vi thực, tức thành tựu định lực, chẳng động chẳng tán loạn, dùng pháp vị trụ vững chắc nơi pháp, sinh ra công đức, diệt trừ phiền não, nhiếp lấy căn lành xuất thế. Pháp thân của Phật khắp tất cả mọi nơi, trí huệ thân cũng khắp tất cả mọi nơi. Bồ Tát cũng đắc được Pháp thân, trí thân như Phật, thanh tịnh không nhiễm, du hành khắp 10 phương cõi nước. Thường xót tất cả chúng sinh trôi nổi trong biển khổ, phát tâm cứu họ, giáo hóa họ, làm dụng phước tốt của tất cả chúng sinh, đến nhân gian thị hiện làm ông vua, thọ đoạn thực của nhân gian. Đó tức là Đại Bồ Tát khi bố thí thức ăn, đem căn lành hồi hướng. Đoạn kinh văn ở trước đã nói về Bồ Tát bố thí 4 thứ ăn của thế gian. Đoạn kinh văn này nói về Bồ Tát bố thí 5 thứ ăn xuất thế gian. Hy vọng chúng sinh thọ được thức ăn pháp vị, pháp thực xuất thế. 1. Thiền duyệt thực. Người tu hành đắc được vui thiền định hay nuôi dưỡng các căn. 2. Pháp hỷ thực. Người tu pháp, nghe pháp sinh hoàn hỷ, nuôi dưỡng thân tâm huệ mạng. 3. Nguyệt thực. Người tu hành phát thệ nguyện mà trì thân tu vạn hạnh. 4. Niệm thực. Người tu hành thường nhớ niệm căn lành xuất thế mà chẳng quên nuôi dưỡng lợi ích huệ mạng. 5. Giải thoát thực. Người tu hành cuối cùng chứng được vui niết bàn mà nuôi lớn thân tâm. Phật tử khi Đại Bồ Tát bố thí thức uống thì đem căn lành này hồi hướng như vậy. Nguyện tất cả chúng sinh uống nước pháp vị, tinh tấn chuyên cần tu tập đủ đạo Bồ Tát, giữ trừ khát ái thế gian, thường cầu trí huệ của Phật, lìa cảnh giới dục, được pháp hỷ lạc. Từ pháp thanh tịnh mà sinh ra thân thanh tịnh, thường dùng tam muội mà điều phục nhiếp tâm, vào biển trí huệ nổi mây pháp lớn, xối mưa pháp lớn. Đó là khi Đại Bồ Tát bố thí thức uống, đem căn lành hồi hướng. Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát này tu pháp môn hồi hướng. Ở trước Ngài bố thí thức ăn rồi, hiện tại lại tiếp tục bố thí thức uống cho chúng sinh. Còn người có thể nhịn ăn 5-3 ngày, nhưng không thể nhịn uống nước được. Uống nước rất là quan trọng hơn là thức ăn. Bồ Tát bố thí thức uống chẳng phải như thức uống bình thường, mà là thức uống pháp vị. Khi Ngài bố thí thức uống thì Ngài đem công đức căn lành bố thí thành tựu, hồi hướng cho tất cả chúng sinh như nhau. Ngài nói, nguyện cho tất cả chúng sinh đều uống được nước pháp vị sung mãn, sau đó dũng mãnh tinh tấn tu tập tất cả Phật pháp, đầy đủ Phật đạo của Bồ Tát, dứt trừ tất cả dục vọng của thế gian, tình dục, ái dục, tài sắc dục, mà luôn luôn tồn tại tâm nguyện trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh, lìa khỏi cảnh giới năm dục, đắc được vui pháp hỷ chân thật, đắc được niềm vui của pháp rồi, thì sẽ từ trong niềm vui thanh tịnh của pháp sinh ra thân tâm thanh tịnh. Điều gọi là thoát thai đổi cốt, biến hóa khí chất, tức là nhờ sự công hiệu ăn thức ăn của pháp, uống nước pháp vị. Và còn phải tùy thầy đúng, dùng định lực để điều nhiếp tâm, khiến cho thường trụ chánh niệm chẳng khởi chút vọng tưởng nào. Như vậy vào trong biển đại trí huệ nổi lên mây pháp rộng lớn, khắp mưa xuống mưa pháp lớn, khiến cho chúng sinh cùng thấm nhuần. Đó tức là khi Đại Bồ Tát bố thí thức ăn, đem căn lành hồi hướng. Phật tử Đại Bồ Tát bố thí đủ thứ thượng vị thanh tịnh, đó là cay chua mặn lạt, cùng với ngọt đắng, đủ thứ các vị, đệm nhân đầy đủ, hay khiến cho tứ đại an ổn điều hòa, cơ thể đầy đủ, khí lực cường tráng, thân tâm thanh tịnh, thường được hoan hỷ, các căn sáng suốt lanh lợi, nội tạng khỏe tốt, chất độc không xâm nhập được, bệnh không thượng hại, không có hoạn nạn, vĩnh viễn được an lạc. Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát này tu pháp môn hồi hướng, hiện tại Ngài lại bố thí cho chúng sinh đủ thứ pháp vị thượng diệu thanh tịnh, như vị cay, vị chua, vị mặn, 5 vị, đều là những vị lạc, và vị ngọt, vị đắng. Những mùi vị như thế đều giúp họ cho thực vật đượm nhuần thân thể, có công năng nuôi lớn da thịt, cũng khiến cho tứ đại con người, đất nước, gió lửa được an ổn và điều hòa, chẳng phát sinh cảm giác khó chịu. Cơ thể nhà đó mà được đầy đủ, khí lực được cường tráng, tâm thần phóng khoáng, thanh tịnh quang minh, chưa từng sinh vọng tưởng, cho nên trong tâm thường thường hoan hỷ, chẳng có chút buồn giàu phiền não nào. Các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thần, tứ chi đều rất sáng suốt lanh lợi. Nội tạng, tim, gan, tỳ phổi, thận, dạ dày, mật, tam tiêu, ruột già, ruột non, bàng quang, những ngũ tạng lục phủ đó đều rất tráng kiện. nhờ ăn đủ thức ăn diệu vị mà tất cả Phật độc không thể xâm nhập vào trong cơ thể. Dù không cẩn thận mà trúng độc, nó cũng tự nhiên hóa giải, bệnh tật gì cũng không sinh ra, chẳng có hoạn nạn gì. Thời khắc đều hiển hiện sự bình an tự tại. Bồ Tát đem căn lành đó hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh được vị tối thượng cam lồ sung mãn, nguyện cho tất cả chúng sinh được vị pháp trí biết rõ tất cả các nghiệp dụng, nguyện cho tất cả chúng sinh được vô lượng pháp vị, thấu đạt pháp giới, an trụ trong thành pháp lớn thật tế. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm mây pháp lớn, khắp cùng pháp giới, khắp mưa pháp vũ, giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh. Nguyện cho tất cả chúng sinh được vị thắng trí, thần tầm sùng mãn, pháp hỷ vô thượng. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tất cả thượng vị không tham trước, chẳng nhiễm tất cả các vị thế gian, thường siêng tu tập tất cả Phật Pháp.